Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home để giới thiệu những căn nhà do đội ngũ Mark Home thiết kế và thi công trọn gói. Và ngày hôm nay đến với công trình thực tế gia đình anh Lê Văn Lương có địa chỉ tại Quảng Trung, Quảng Xương, Thanh Hóa. Thì tôi xin kính mời quý vị và các bạn chúng ta cùng mục sở thị với công trình. Thấy ở đây thì hiện tại thì công trình của chúng ta đã lên form rất là đẹp rồi đúng không ạ? Về cái phần sân vườn thì chúng tôi sẽ cải thiện sau nhé. Nhất là phần cổng này thì sẽ được gia chủ hoàn thiện ngay trong cái tháng này thôi. Với một cái diện tích đất là rơi vào tầm khoảng 250m² thì chúng tôi đã bố trí cho căn hộ vô cùng hợp lý, quý vị có thể nhận thấy không ạ? Về phần căn hộ thì chúng tôi đẩy lùi về từ cái phần sảnh trước cho đến cái phần mặt đường, nó sẽ rơi vào tầm khoảng 5m. Và với một cái chiều dài mặt đường nó rơi vào tầm khoảng hơn 10m như thế này thì rất là thuận tiện cho gia đình có thể để được những cái phương tiện giao thông hoặc là những chiếc xe ô tô đúng không ạ? Về buổi tối thì cái mán tay phải của tôi đây nó sẽ là lối ra sảnh phụ, cũng là cái lối mà gia chủ có thể để được những cái phương tiện của nhà mình. Sơ qua một chút về căn hộ này thì chúng ta có một mặt tiền rộng 9,5m và chiều sâu là 12,7, đâu đó với một diện tích là gần 120m² thì chúng tôi đã bố trí căn hộ bên trong cực kỳ hợp lý. Quý vị có thể thấy được cái phần ngoại thất này so với cái phần 3D chúng tôi đã dựng lên thì thậm chí nó sẽ còn đẹp hơn cả cái phần 3D chúng tôi dựng lên. Và quý vị biết không, cái phần ngoại thất từ phần sơn chúng tôi sử dụng vật liệu đó là sơn Mark Home, phần ngói chúng tôi sử dụng ngói Fuji và tất cả những cái phần mà chúng tôi trang trí, phần ốp gạch đây nó tổng hòa lên, nó tạo được một căn hộ cực kỳ đẹp như thế này. Sau này chúng tôi sẽ hai cái phần cột ở trước nhà này chúng tôi sẽ sơn thêm để tạo điểm nhấn quý vị nhé. Thì quý vị nghĩ sao về cái màu sắc căn hộ này? Được sử dụng cái gam màu chủ đạo là gam màu lạnh đúng không ạ? Phần mái ngói sử dụng tông màu lạnh là tông màu về màu xanh, cũng như là phần tường thì chúng tôi sử dụng màu trắng. Tất cả những cái phần chân cột cũng như là phần chân tường này chúng tôi đều sử dụng gạch thẻ hết. Với căn hộ mà hai tầng mái Nhật như thế này, với một thiết kế vô cùng hiện đại và trẻ trung, thì quý vị đã biết là mái Nhật là loại mái mà chúng ta rất hay sử dụng trong các ngôi nhà dân dụng hiện đại bây giờ. Bởi vì sao? Bởi vì cái độ dốc mái vừa phải cũng như là cái độ chống nóng cực kỳ tốt. Về hình khối thì để làm sao ngôi nhà của chúng ta trở nên cân đối và đẹp nhất thì cái phần mái so với cái phần tường là vô cùng quan trọng. Thì ở đây căn nhà này thì chúng tôi sử dụng với độ cao mái là 2,5m và sử dụng bằng mái ngói Fuji và sử dụng kèo vì kèo bằng sắt hộp. Đi sâu một chút vào ngôi nhà đi. Ở đây thì chúng tôi sử dụng hệ bậc ngũ cấp. Hệ bậc ngũ cấp này sẽ giúp cho ngôi nhà của chúng ta cao và trở nên bề thế hơn rất là nhiều. Và chúng tôi khuyên gia chủ chúng ta nên sử dụng hệ bậc ngũ cấp. Với chiều cao mặt bậc nó sẽ rơi vào tầm khoảng 150mm. Thì từ chiều cao phần mặt sân cho đến phần tường nhà nó sẽ là 750 đúng không ạ? Một chiều cao rất là lý tưởng. Sau này chúng ta không lo lắng về cái việc là sau này đường của chúng ta có tôn lên thì sẽ làm cho ngôi nhà của chúng ta thấp đi rất là nhiều. Về cái phần mán bên tay phải tôi đây thì chúng ta sẽ làm với độ hở cho tôi một chút. Ở cái phần tường nhà đây nó sẽ rơi vào tầm khoảng 700. Và cái độ hở này nó sẽ giúp cho công trình của chúng ta cũng có thể được để những cái phần điều hòa để giúp cho cái công trình của chúng ta trở nên gọn gàng hơn. Đi sâu chi tiết vào ngôi nhà thì chúng ta có cái phần sảnh ở đây rộng tầm khoảng 8m². Phần sảnh này nó rất là rộng rãi đúng không ạ? Với phần hai cái phần cột chống đỡ nhà rất là khỏe khoắn. Cái phần trong cái nhà này nó đường kính nó sẽ rơi vào tầm khoảng 44 quý vị nhá. Và chúng ta đừng có tiết kiệm cái phần này, làm sao cho cái ngôi nhà của chúng ta trông được cân đối nhất có thể. Đi sâu chi tiết vào trong ngôi nhà đi. Ở đây thì chúng tôi sử dụng một cái hệ cửa rất là rộng, chiều cao là 2,7m, độ rộng 2,7m đúng không ạ? Nhà cao thì chúng ta nên làm cửa rộng để làm sao cho ngôi nhà của chúng ta được rộng rãi nhất, thoáng đãng nhất và giúp cho chúng ta có được nhiều cái sinh khí nhất trong ngôi nhà. Ở đây thì chúng tôi đã thiết kế cho cái phòng khách của ngôi nhà cực kỳ rộng rãi, quý vị có thể thấy trên màn hình. Cái phòng khách này của chúng ta sẽ chia ra làm hai khu vực. Khu vực đầu tiên là cái khu vực tiếp khách như tôi đang đứng ở đây. Thì sau này gia chủ sẽ bố trí cái phần ghế sofa đúng không ạ? Và phần đối diện là cái phần kệ tivi để trang trí.
Và chúng ta cũng có một cái phần sảnh đệm ở bên ngoài đây nữa, để khi mà chúng ta, những cái khách chúng ta vào nhà chúng ta không bị bất ngờ, đúng không ạ? Và cái diện tích của cái khu vực phòng khách này nó sẽ rơi vào tầm khoảng là 33m², một diện tích rất là phù hợp. Tiến ra từ khu vực phòng khách, chúng ta sẽ đến khu vực bếp và khu vực phòng ăn. Từ khu vực bếp và khu vực phòng ăn này thì chúng ta có một lối tiếp cận thứ hai, tức là từ sảnh phụ ra. Và trong một ngôi nhà thì chúng tôi luôn lưu ý quý vị và các bạn, chúng ta nên có một lối sảnh phụ. Thứ nhất là vô cùng thuận lợi trong quá trình sử dụng, tức là chúng ta không cần phải đi qua khu vực phòng khách nữa. Và thứ hai là trong cái yếu tố phong thủy thì chúng ta có một cửa vào, đúng không ạ? Chúng ta nên có một cửa ra để giúp cho chúng ta cái việc lưu thông không khí, và cái việc mà giúp cho chúng ta cái ngôi nhà của chúng ta được thoải mái trong quá trình sinh hoạt hơn. Ở đây thì cái khu vực hiện tại thì như quý vị thấy thì sau này sẽ được sắp xếp lại nhá. Các thùng sơn Mark Home của chúng tôi đây, sau khi mà chúng tôi sử dụng cho cái phần sơn tường này thì hiện tại thì sau này gia chủ sẽ dọn dẹp lại một chút nhá. Ở đây thì quý vị có thể nhận thấy được chúng tôi sử dụng hoàn toàn bằng cái vật liệu đó chính là sơn Mark Home. Thì tại sao quý vị và các bạn nên sử dụng sơn Mark Home trong các công trình thi công trọn gói? Thứ nhất là khi mà chúng tôi thi công trọn gói thì chúng tôi luôn có chế độ bảo hành về công trình cũng như là bảo hành về sơn. Thì việc mà quý vị và các bạn sử dụng sơn thì nó sẽ cùng đi cùng với chất lượng bảo hành công trình luôn. Thứ hai nữa thì khi mà chúng tôi sử dụng phần sơn trong nhà đây thì hoàn toàn là sơn không có mùi. Nếu quý vị và các bạn có thời gian và gần cái khu vực Quảng Sương Thanh Hóa này thì quý vị có thể ghé thăm công trình của nhà chú Lương, thì quý vị có thể tận mắt nhìn thấy cái sản phẩm sơn cũng như là sản phẩm toàn bộ công trình là như thế nào. Từ vị trí bếp và phòng ăn thì chúng ta cùng đến với khu vực phòng ngủ. Thì hiện tại gia chủ đã bắt đầu dọn vào ở cái căn nhà này rồi, thì như quý vị thấy thì với diện tích vô cùng hợp lý là 14m², thì chúng tôi đã bố trí cho gia chủ với hai cánh cửa sổ, với đặc trưng của Mark Home là luôn luôn có hai cánh cửa sổ rất là rộng, một cánh cửa sổ chính và một cánh cửa sổ phụ, giúp cho việc điều hòa không khí cũng như là lấy được ánh sáng tự nhiên. Sơ qua một chút về phòng ngủ thì chúng ta nên thiết kế phòng ngủ ở những khu vực mà chúng ta có thể tiếp giáp với khu vực mà đón ánh sáng cũng như là không khí tự nhiên, để giúp cho các thành viên của gia đình của chúng ta khi mà sinh hoạt thì nó sẽ luôn luôn được khỏe mạnh. Và nếu mà chúng ta ở một căn phòng nào mà quá bí và quá tối thì chúng ta sẽ rất là dễ dàng bị ốm yếu. Ok, từ khu vực phòng ngủ thì chúng ta sẽ đến với khu vực tiếp theo. Khu vực tiếp theo là khu vực phòng vệ sinh chung. Đây là vệ sinh chung cho cả tòa nhà, vệ sinh chung cho toàn tầng 1. Thì nhà vệ sinh này thì có diện tích là 5m², mới một thiết kế vô cùng hợp lý, đúng không ạ? Có khu vực tắm đứng, có khu vực vệ sinh và khu vực lavabo, rất là thuận tiện rồi. Và ở đây thì chúng tôi cũng có thêm một khu vực để lối ra phía sân sau. Đó, phía sân sau này thì có thể tận dụng làm cái khu vực bếp phụ, đúng không ạ? Hoặc là có thể tận dụng làm cái khu vực sân phơi. Đây là tùy ý gia chủ thôi. Và đằng sau này thì gia chủ có thể tùy biến thành cái khu vực bếp để sau này có thể sử dụng nữa. Từ vị trí tầng 1 thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta lên vị trí tầng 2. Tôi cũng quên mất chưa giới thiệu cho quý vị một phần rất là đặc biệt trong ngôi nhà này, đó chính là toàn bộ phần trần thì gia chủ đã đều ốp bằng gỗ, rất là đẹp và sang trọng. Ngoài ra thì cái phần khu vực trần trên khu vực phòng khách đã sử dụng một phần cái phần quạt cũng như là phần đèn này, nó tạo cảm giác rất là sang trọng. Sau này thì chắc chắn rồi, cái phần bếp này cũng đã được gia chủ tân trang lại. Và đây cũng chính là một điểm khá là nổi bật trong ngôi nhà này. Tất cả những cái phần ốp về phía chân cầu thang cũng đều được ốp bằng gỗ quý vị nhé. Quý vị hoàn toàn có thể để ý. Ở đây thì được sử dụng bằng cầu thang mặt đá cổ đá và với lan can là tay vịn gỗ. Với thiết kế cầu thang 1m2 như thế này thì tôi vô cùng thoải mái để có thể bước lên trên khu vực trên tầng 2, đúng không ạ? Và nếu tôi tưởng tượng rằng nếu có một người nào nữa đi ngược về phía tôi như thế này thì cũng vô cùng thoải mái cho quý vị. Và đây chính là sự cần thiết trong cái việc công chuyện mà chúng ta thiết kế một ngôi nhà. Nếu mà chúng ta thiết kế quá nhỏ thì cái câu chuyện chúng ta di chuyển nó vô cùng khó khăn. Thứ hai nữa là nếu mà chúng ta thiết kế cầu thang quá nhỏ thì sau này nếu mà có đồ đạc khi mà chúng ta muốn di chuyển lên tầng 2 nó vô cùng khó khăn quý vị. Như quý vị thấy thì tôi đang bước rất đi rất là thoải mái cái cầu thang này. Ngoài ra thì cái phần cầu thang chúng ta có hai cái phần cửa sổ như này thì sẽ giúp cho cái cầu thang của chúng ta đón được ánh sáng tự nhiên và giúp cho cái căn phòng của chúng ta được lưu thông thông thoáng, kết hợp cùng những cái phần cửa chính và những phần cửa phụ, đúng không ạ? Lên trên khu vực tầng 2 này thì chúng ta có một không gian vô cùng rộng rãi. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu đến không gian phòng thờ. Phòng thờ là nơi rất là linh thiêng, đúng không ạ? Nên được gia đình bố trí với vị trí cực kỳ hợp với phong thủy, là vị trí ngay trước nhà. Ở đằng trước nó có một cái ban công khá là rộng. Ban công này thì rộng lên đến 8m². Đó, ban công này thì
gia chủ có thể là nhìn ngắm những cái khung cảnh ở phía ở trước sân đúng không ạ? Thì trong phòng thờ thì chúng tôi cũng đã lưu ý các quý vị trong rất nhiều các video là chúng ta tránh đặt ở những nơi kỵ phong thủy, tức là thường ở những nơi khu vực vệ sinh, những khu vực mà phòng ngủ thì chúng ta cũng không được đặt phòng thờ. Phòng thờ chúng ta thường sẽ đặt những cái khu vực mà nó sẽ là cái khu vực mà giúp chúng ta đón được nhiều cái khinh khí, nhiều cái tài lộc nhất, và thường sẽ đặt ở phía trước của ngôi nhà. Tiếp theo sẽ đến cái khu vực phòng ngủ. Phòng ngủ này thì có diện tích là 13m2 với một cái cánh cửa sổ rất là rộng hướng ra khu vực phía đằng trước ban công. Ở phòng ngủ này thì sau này chúng tôi cũng sẽ trang trí thêm ở khu vực bồn hoa và cây cảnh ở đằng trước nữa để tạo thêm cái vẻ ngoài thẩm mỹ trong ngôi nhà. Và trong phòng ngủ này thì chắc chắn sẽ được bố trí đầy đủ những đồ nội thất như là giường, tủ quần áo đúng không ạ, và đồ trang điểm nữa. Với diện tích phòng ngủ như này thì cực kỳ hợp lý rồi. Khu vực tiếp theo là khu vực phòng ngủ thứ hai ở trên tầng 2. Phòng ngủ này thì cũng có diện tích là 11m2 đúng không ạ, và có một cái cánh cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Tất cả những quý vị có thể để ý là tất cả những cái phòng ngủ của Mark Home thiết kế thì luôn luôn sẽ có những cái mặt thoáng ở phía sau của ngôi nhà để làm sao để chúng ta đón được cái sinh khí, đón được cái không khí và cái ánh sáng tự nhiên. Đấy là cái điều tốt nhất. Ở đây thì chúng tôi cũng thiết kế thêm một cái cánh cửa sổ phụ nữa. Đấy, việc có hai cánh cửa sổ này sẽ giúp cho cái căn phòng của chúng ta được thông thoáng hơn rất là nhiều. Từ vị trí phòng ngủ thứ hai, chúng ta sẽ đến với vị trí phòng ngủ thứ ba. Đây là phòng ngủ thứ ba ở trên tầng 2. Thì phòng ngủ này có diện tích nhỏ hơn một chút là 11m2, cũng có một cửa sổ hướng ra bên ngoài đúng không ạ? Như quý vị có thể để ý thì cái phần điện chúng tôi đã để chờ sẵn các thiết bị rồi. Phần điều hòa chúng tôi cũng đã thiết kế làm sao để khi nào mà gia chủ gọi là có nhu cầu ở thì nó sẽ lập tức là chúng ta có thể lắp thôi. Và phần điện thì chúng tôi hoàn toàn sử dụng các thiết bị điện chiếu sáng của Mark Home quý vị nhé. Ở đây thì hơi tiếc một chút là gia chủ đã không trần thạch cao, sử dụng đèn led downlight. Nếu mà quý vị và các bạn, nếu chúng ta có điều kiện một chút, chúng ta trần thạch cao thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều, tăng thêm độ thẩm mỹ của ngôi nhà rất là nhiều. Tiếp theo thì sẽ đến khu vực, đây là khu vực sân phơi và cũng có thể là khu vực sân chơi. Ở đây thì làm bằng sử dụng bằng lan can kính cường lực, khá là đẹp và chắc chắn, đúng với phong cách một ngôi nhà hiện đại. Thì từ cái phần cửa đúng không ạ, sử dụng nhôm hệ, từ có mỗi phần cửa chính là chúng ta sử dụng phần gỗ tự nhiên thôi, gỗ lim Nam Phi, và các cửa sổ và các cửa đi thì chúng ta sử dụng gỗ tự nhiên. Còn ngoài ra thì các chất liệu thì nó đều mang cái dáng dấp của một căn nhà hiện đại, đó chính là sử dụng nhôm hệ và sử dụng kính cường lực khá là nhiều. Kính thưa quý vị, và vừa rồi thì tôi đã giới thiệu chi tiết cho quý vị về căn nhà của chú Lương có địa chỉ tại Quảng Xương, Thanh Hóa. Và nếu quý vị yêu thích căn nhà này hoặc là yêu thích các sản phẩm của Mark Home thì hãy đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi. Đội ngũ kiến trúc sư tư vấn viên của Mark Home sẽ tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Hùng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.